Nếu như hôm qua cô nhân lúc ta hôn mê mà bỏ trốn, có lẽ cô còn có thể giữ được tính mạng. Nhìn Tê Huynh cầm kiếm báo dưỡng chắc, xem ra hồi phục nhiều rồi. Kim điệp hút độc quả nhiên hiệu quả lắm. Cô thực sự không sợ chút nào sao? Tham sống sợ chết không phải là tác phong của tôi. Chỉ e bây giờ điện hạ không nỡ để tôi chết. Hai con kim điệp lúc nãy đã đem sinh mạng của hai ta gắn kết chặt chẽ với nhau rồi. À, điện hạ cảm nhận được mà. Sao cô lại hiểm độc như vậy? Hai con kim điệp này hai mà như một, để cho hai chúng ta cùng sanh cùng tử. Bây giờ hai chúng ta đã huyết mạch tương thông, một người bị thương thì người kia cũng có cảm giác tương tự. Tôi chết rồi huynh cũng không sống nổi đâu. Cô tưởng cô làm như vậy thì ta sẽ tha mạng cho cô sao? Đúng ra là hôm qua ta nên giết chết cô. Muộn rồi. Kể từ đây, mạng của huynh chính là mạng của tôi, mạng của tôi cũng là của huynh. Được thôi, nếu vậy sinh mạng hai ta là một rồi. Vậy thì ta có thể nhìn thấy tất cả. Con người của cô rồi. Nguyên Tịch, sao cô lại nhắc tới đệ ấy? Là ảo ảnh. Điện hạ cảnh giác ngũ hoàng tử. Lại là ảo ảnh. Giống như là lời nguyền khi ở Tà Dương Cốc, có đúng không? Lời tiên tri ở Tà Dương Cốc đã ứng nghiệm, tại sao điện hạ vẫn chưa chịu tin tôi? Rõ ràng là cô muốn ly gián huynh đệ ta. Cô có mưu đồ gì đây? Tôi... Nói đi. Nguyên Lăng. Tại sao ta lại ở đây? Tại sao cô không nói chuyện? Chẳng qua ta chỉ muốn mượn hồ nước nóng thanh trừ độc còn lại cho huynh. Thanh trừ độc? Phải cởi y phục của ta sao? Chuyện đó quá đột ngột. Dù tôi có vượt qua giới hạn nam nữ, nhưng mà đối với điện hạ tôi cũng có ơn cứu mạng. Huống chi tôi là một nữ nhi, làm gì được huynh chứ. Để cô ấy đi.
bẩm Dương gia, đã tìm được căn nhà mà Lan Dương đang ẩn mình. Được. Ta thấy chúng ta có thể chuyển từ bên này qua đó. Nè, đắp thuốc được rồi. Sau đó đi đường này. Đi đường bên này đúng không? Có thể tránh quân mai phục. Ừ. Với lại ta và Thập Nhất đang bàn quân sự. Đợi chất độc thâm nhập vào tim là hai xác một mạng đó. Ừ. Hai mạng hả? Lần trước tắm suối giải độc, lần này thì đắp thuốc tiêu độc. Lần nào cũng khiêu khích giới hạn của ta. Giới hạn gì vậy? Cô nói đi. Tôi một lòng một dạ cứu chữa cho huynh, không nghĩ gì khác hết. Huynh thì lại nghĩ mấy chuyện khó nói gì đó. Chuyện khó nói gì đâu chứ. Ý ta là lần nào cô cũng khiêu chiến giới hạn chịu đau của ta. Ta không biết cô đang nghĩ gì nữa, suốt ngày cứ nghĩ mấy chuyện lung tung lăng tăng. Hoàng đệ, tuy ta không có thiếp thất, nhưng đệ có thấy ta có giống như loại người ăn tạp không vậy? Điện hạ không cần phải tự suy diễn nữa. Nếu không phải thấy huynh quyền cao chức trọng, xuất thân quyền quý, thì tôi cũng không tốn sức cứu chữa cho huynh đâu. Nếu mà huynh chết rồi, tôi đòi triệt Dương trả ngân lượng. Ta bị nhiễm độc gì? Giờ tôi chưa biết huynh nhiễm độc gì, nhưng độc tố này không phải đến từ đao kiếm, mà xâm nhập từ ăn uống. Ăn uống? Mà Triệt Dương điện hạ đem về chỉ có tác dụng làm dịu vết thương chứ không trị tận gốc. Là cái gì vậy? Thuốc độc. Lấy độc trị độc. Quỳnh dám thử không? Ừ? Chẳng phải trên người cô cũng bị nhiễm độc sao? Tức à, hai ngày đệ đi vắng, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Sao đệ cảm thấy quan hệ không được bình thường lắm đó? Có phải bọn họ đến tìm cô không? Không biết. Địch đông ta ít, chạy. Không chiến mà lui không phải là tác phong của ta.
phải Dương gia đã nói là muốn quyết đấu riêng với Lăng Dương điện hạ mà, sao lại mang nhiều thuộc hạ đến vậy? Chẳng lẽ ngài không có lòng tin với bản thân? Ta không cần phải đôi co với cô làm gì. Hôm nay hắn tới hay là không tới, ta cũng là người chiến thắng. Trong trận địa của ta, hắn nhất định phải chết. Dám một mình mạo hiểm, có thể nhìn thấy hắn thật sự rất coi trọng cô đó. Uống đi. Nguyên Lăng ơi Nguyên Lăng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Rót đi. Dương gia, con tiện nhân này xử lý sao đây? Lăng Dương mà chết, chữ của ta cũng vô dụng. Lôi ra ngoài chém. Dạ. Khoan đã, tuy Lăng Dương chết nhưng mà còn quân Quyền Giáp. Ta đi theo Lăng Dương bao nhiêu năm nay, quân ấy hành quân bố trận thế nào, lẽ nào Dương gia không muốn biết? Biết thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một cái xác chết, chẳng lẽ có thể thành kẻ thù của ta hay sao? Không lẽ Dương gia đã quên, có thể chỉ huy quân Quyền Giáp, không phải chỉ một mình Lăng Dương. Nếu muốn tiêu diệt tận gốc quân Quyền Giáp để không còn hậu hoạn, thì ngay cả Triệt Dương cũng không thể buông tha. Lăng Dương đã chết, quân Quyền Giáp chỉ là một mớ rác rưởi thôi. Ngươi cho rằng dựa vào quân lực của bổn Dương,
không thắng nổi bọn chúng sao? Dương gia có còn nhớ một năm trước Lương Quốc dùng 10 vạn binh mã bao vây 1 vạn quân Nguyên Giáp, bọn họ đột phá vòng vây một cách dễ dàng. Lúc đó Lăng Dương không có ở trong đội quân, bọn họ đã cùng với Triệt Dương dựa vào pháp trận hành quân độc nhất của quân Nguyên Giáp. Pháp trận hành quân à? Nếu Dương gia tha mạng cho ta, ta sẽ dốc hết sức lực kể lại tất cả trận pháp ta còn nhớ trong đầu. Cô đúng là một cô gái tham sống sợ chết đó. Nếu để Lăng Dương biết cô đã bán đứng hắn, hắn sẽ chết không nhắm mắt được. Người đâu? Dương gia, đưa cô ta vào trong. Dạ. Đi. Uống đi, uống đi, uống đi. Rót thêm, rót thêm. Rót đầy nghe. Tự thế ứng sinh cục. Trước giờ ngươi Lăng giỏi dùng mưu kế, nếu lần này giúp huynh ấy diệt được Tiêu Tích, đúng là một chiến công lớn. Nè, trận pháp hành quân ngươi viết tới đâu rồi hả? Ta vận dụng trí nhớ vẽ ra trận pháp, mời Dương gia xem qua. Cái này là cái gì đi hả? Trận pháp hành quân của Nguyên Lăng rốt cuộc là cái gì đây? Tại vì Dương gia không biết, quân Nguyên Giáp thực ra một sáng một tối hỗ trợ lẫn nhau, nắm rõ kẻ địch, dù cho địch trong bóng tối. Được, vậy để bốn Dương dùng chiêu gậy ông đập lưng ông vậy. Cô cho rằng với chút tài mọn này của cô lừa gạt được bổn Dương hay sao? Bổn Dương chỉ đang thăm dò cô, xem cô muốn giở trò trống gì thôi. Bây giờ cô muốn chết kiểu gì đây? Bản đồ bố trận lúc nãy Dương gia lấy được có chất kịch độc, nếu ta chết chỉ sợ Dương gia cũng không sống nổi. Đừng có cố chấp nữa, cô bị ta giam giữ ở đây làm sao mà có thuốc độc được chứ? Độc trong máu ta, mạng của Dương gia lúc này ta đã nắm trong tay. Muốn lấy mạng của ta? Nằm mơ đi. Cho dù là như vậy, ta cũng không tin nước Đại Lương ta không có người giải độc đâu. Bây giờ
Hãy đi gặp nguyên lăng của cô đi. Sao vậy? Sống chết cùng nhau, cô nghĩ đây là thuốc độc à? Có thể khiến Lăng Dương điện hạ cứu tôi ra khỏi tay của Lương Quân như vậy, xem ra sống chết có nhau cũng không phải là hoàn toàn bất lợi đâu. Trước đây hiểu lầm cô, ta xin lỗi. Điện hạ không cần phải bận tâm, vì điện hạ cũng chỉ là muốn đề phòng thôi. Nếu mà như vậy, chúng ta coi như quen. Được. Bây giờ điện hạ có dự tính gì? Huynh với tôi chung một số mệnh, cho dù điện hạ có bằng lòng không, cũng phải dẫn tôi theo. Vậy nếu ta không ở bên cạnh cô thì sao? Hay là vậy đi, khi nào cô gặp phải chuyện nguy hiểm thì cô hãy cắn đầu ngón tay, vậy thì ta sẽ biết ngay. Khờ quá. Còn nếu muội nhớ huynh thì ta phải làm sao cho huynh biết? Sống chết có nhau, nhưng lại không thể nói với huynh lòng của muội. Lăng Dương vậy mà lại chưa chết, việc làm của Tịch Dương điện hạ e là đã bị bại lộ. Nếu mà đối phương một mực truy cứu, nhất định sẽ dính dáng tới ân gia, liên quan quân tình của giặc. Cho dù là quý phi nương nương, sợ rằng cũng không thể cứu giặc, cần phải sớm tính toán trước. Sự việc quan trọng bắt buộc phải giải quyết ngay thôi, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Xem ra chắc là phải hy sinh Tịch Dương rồi. Ngươi ra tay một mình đi, Bích Quyết Các sẽ âm thầm tương trợ. Thuộc hạ hiểu rồi. Lẽ nào ân gia vẫn còn liên lạc với Bích Quyết Các? Không được, phải nghĩ cách bảo vệ Tịch Dương, nếu không chắc chắn họ sẽ giá họa cho Nguyên Lăng. Tịch Dương điện hạ đâu? Tịch Dương điện hạ không có trong doanh trại, ngày ấy vừa ra ngoài cùng Lăng Dương rồi. Đêm nay quân Huyền Giáp chúng ta tập kích quân địch, để thấy có thể bắt sống Tiêu Tục không? Điều tra được doanh trại quân địch nhanh như vậy, Tứ Ca quả là liệu diệt như thần. Từ nhỏ tới giờ, đệ nể phục nhất là điểm này của Tứ Ca. Quân tình thì dễ điều tra, chứ lòng người thì khó đoán. Tứ Ca nói câu này có ẩn ý gì? Nếu ngũ đệ là Tiêu Tục, đệ nghĩ là hắn sử dụng sách lược gì đây? Xem ra Tứ Ca thật sự có ý nghi ngờ đệ rồi. Đêm nay quân Huyền Giáp vốn dĩ không đi tập kích quân địch, chẳng qua Tứ Ca chỉ muốn xem thử có phải người nào đó đã tiết lộ quân tình. Nếu như đệ đã biết,
thì sao đệ không tương kế tụ kế? Đệ bằng lòng buông tay, huynh lựa chọn tin đệ. Với tính cách của tứ ca, một khi đã nghi ngờ thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tứ ca có thể tha cho đệ, nhưng huynh nhất định sẽ điều tra rốt cuộc là ai thao túng đằng sau. Vì vậy đệ không còn lựa chọn nào khác. Là một hoàng tử của nước Ngụy, ai có thể lợi dụng đệ? Đệ muốn dùng mạng của ta làm đá lót chân cho đệ mua đoạt ngai vàng, có bản lĩnh thì cứ tới lấy, nhưng đệ không nên thông đồng với địch bán nước, càng không nên bày trận hãm hại quân quyền giáp của Ngụy quốc. Mưu cầu đại nghiệp thì phải nhẫn tâm. Nếu tứ ca muốn cho đệ toại nguyện, vậy thì đệ không khách sáo đâu. Tới giờ phút này đệ vẫn không một chút hối hận. Hối hận? Hối hận? Hối hận? Bao nhiêu năm qua đệ cùng huynh nam chinh bắc chiến, giao sinh ra tử, nhưng phụ hoàng chỉ yêu thương một mình huynh từng bước tấn phong. Cả nước ai cũng gọi huynh là thần chiến, còn đệ cũng vẫn bị thương, cũng vẫn đổ máu, nhưng ai quan tâm đệ? Trong mắt của họ, đệ không là gì hết. Cho nên đêm hôm nay huynh và đệ chỉ có một người rời khỏi đây thôi. Sao lại rơi mất một cánh hoa? Chẳng lẽ
Tịch Dương đã chết. Trong quân ngũ có nhiều lời đồn đãi, nói chính tay huynh đã giết chết Tịch Dương. Đây chính là chuyện nguy hiểm mà cô đã nói sao? Khi ta điều tra được thì đã chậm một bước rồi. Tôi điều tra được, hình như chuyện này có liên quan đến Bích Quyết Cát. Nhưng trước mắt không có chứng cứ gì, nên tội danh này chỉ có thể đổ lên đầu huynh. Chờ huynh về tới Thiên Đô thì sẽ mang quả sát thân, lúc đó tôi lại bị huynh liên lụy. Dám cấu kết mưu sát hoàng tử, thế lực đằng sau nhất định không nhỏ. Cuộc chuyện này sâu xa khó đoán. Tôi chỉ kiểm tra coi thử thi thể của Tịch Dương, nếu có liên quan đến Bích Quyết Cát thì tôi về Thiên Đô trước điều tra cho rõ ràng. Giết người trong rừng khuya, một đứa cờ dùng cái chết mưu cầu thiên hạ. Ai dám hạ độc thủ với Tịch Dương như vậy? Ân gia. Rốt cuộc là ai đã hạ độc thủ? Vạn vật đều hữu linh, cành cây ngọn cỏ ở đây đều chứng kiến cái chết của Tịch Dương. Quả nhiên là ngươi. Lại vật đó mà. Đưa ta đi gặp các chủ ngươi. Việc này ngươi không thể quyết định được đâu. Cô là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng
thứ đồ trong tay ta có thể hủy diệt Bích Huyết Các. Giả thần giả quỷ sao? Người, người là người của Vua Tông. Vậy chúng ta Tứ Ca huynh sao vậy? Khanh Trần. Nhưng mà Khanh Trần cô nương có chuyện gì? Cô ấy không truyền tên cầu giúp. Huynh nghĩ chắc là đã nắm chắc rồi. Bây giờ cô ấy cùng Tứ Ca chung một sinh mệnh. Nếu cô ấy gặp thì chắc Tứ Ca cũng sẽ liên lụy, để phái người ra âm thầm tiếp ứng nha. Không cần đâu. Có lẽ bây giờ cô ấy đã đi vào thành rồi. Tứ Ca, bất luận thế nào để thấy nên phái người lập tức quay về Thiên Đô. Nếu không kịp thời sắp đặt mọi chuyện, chỉ sợ tình hình sau khi trở về sẽ lập tức mất kiểm soát đó. Kêu đám người đó âm thầm thu thập tình báo, tuyệt đối không được tùy tiện hành động. Mọi sự sắp xếp chờ tay về kinh rồi tính. Ý của Tứ Ca là mình nên im lặng dụ rắn ra hết. Tuy là ngũ đệ có lỗi, nhưng cũng đã trả giá sống chết rõ ràng. Nhưng món nợ máu này, ta là huynh trưởng thì phải đòi lại cho đệ ấy. Ra là cô ta. Cô là du nữ. Các hạ đã sơ ý quá rồi đó. Thứ quan trọng như vậy sao có thể để trên người một sát thủ chứ? Không sợ người khác điều tra được sự thật cái chết của Tịch Dương sao? Một người nếu như quá thông minh, chỉ sợ là sống không được lâu. Trong lãnh thổ của nước Ngụy, thân thế du nữ một khi đã bị lộ, theo luật sẽ bị xử tử hình. Nếu như muốn chuyện này được xóa bỏ hoàn toàn, cô cho rằng ta sẽ làm gì? Cùng là người của Du tộc thì giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Người đứng đằng sau các hạ quá tàn nhẫn, quá độc ác. Tiêu Tích đã chết, cho dù Tịch Dương là hoàng tử, không còn giá trị lợi dụng cũng khó giữ được tính mạng. Người thông minh thì phải đề phòng bất trắc, mà tốt nhất chính là bắt tay hợp tác để được bình an. Muốn hợp tác với Bích Quyết Cát, cô có tư cách gì? Lấy gì để đền đáp? Ta chỉ xin được một chốn dung thân. Dựa vào cô, cô tưởng Bích Quyết Cát là nơi nào đi hả? Người đâu, lôi cô ta ra ngoài cho ta. Dạ. Phương chủ, hình như cô ta biết không ít chuyện đâu. Có nên để cho cô ta sống không? Du nữ này không đơn giản như dễ bề ngoài đâu. Giải cô ta cùng những nữ nhân khác đi thẳng về Thiên Đô, hành sự theo lệnh của chủ nhân. Dạ. Cảm thấy sao rồi? Nè, nằm nghỉ đi. Lệnh độc của ám du, cô cũng là người của Du tộc sao? Minh Yểm, cô biết ta sao?
Ta là đệ tử của Tích Tà trưởng lão. Sao ta chưa từng gặp cô ở Ly Cảnh Thiên? Ta là đệ tử sư phụ thu nhận bên ngoài, tất nhiên cô chưa từng gặp ta. Nhưng mà sư phụ từng nhắc đến cô, nói cô là đại đệ tử của Đào Yểu trưởng lão. Sư phụ nói sẽ về Ly Cảnh Thiên, rồi đột nhiên không có tin tức nữa. Ta ra ngoài tìm người thì mới biết du tộc gặp phải đại nạn. Cô có gặp sư phụ ta không? Người có bình an không? Chuyện này ta không rõ lắm. Việc trước mắt ta cần phải nghĩ cách làm sao cứu mọi người ra khỏi chỗ này. Nếu không, họ sẽ bị bán tới Thiên Vũ Túy Phường ở Thiên Đô. Hơn nữa ta biết vài ngày tới sẽ lên đường. Thiên Vũ Túy Phường? Đúng vậy, là thanh lâu nổi danh ở Thiên Đô. Nếu mà như vậy, hay là sau khi tới Thiên Vũ Túy Phường rồi mới bày kế cứu mọi người ra ngoài? Trên nơi núi non hoang dã này, dù cứu được mọi người ra, sợ là cũng không thoát khỏi sự truy bắt của Bích Quyết Cát. Ta sẽ hóa giải cấm chế cho cô trước. Cô có thể hóa giải được cấm chế linh lực của vô tộc sao?